Bài này chúng ta mở chi tiết Feynman. Đối với chi tiết này, chúng ta cần gia công bề mặt trên của chi tiết. Đầu tiên chúng ta tạo một cái khu vực gia công. Thì các bạn click vào Clarimetry, chúng ta tạo Mill Area Location thì mình chọn là một P. Ok. Specify cut area, mình cần xác định bề mặt gia công. Các bạn click vào và chọn bề mặt này. Ở đây chúng ta cần xác định specify wall. Các bạn click vào và chọn free select. Thì lúc này Anis nó sẽ tự động tìm kiếm những cái bề mặt có liên quan tới cái bề mặt mà Symmetry lúc nãy mà mình chọn. Thì đây là những cái bề mặt wall Symmetry mà Anis tự động xác định. Nếu đúng rồi thì chúng ta click OK để thoát ra. Sau đó chúng ta sử dụng Mill Area này làm bề mặt gia công cho bước gia công. Các bạn click phải chuột vào Mill Area Insert Operation. Các bạn chọn là Mill Planner Flow and Wall. Tool thì các bạn chọn là Mill. Rồi. Chúng ta thay đổi Cut Button thành Flow Free. Chúng ta verify generate đường giao. Đối với chi tiết này thì chúng ta cần phải gia công xung quanh cái đảo tròn này. Thì trong Anis các bạn vào Cutting Parameter, ở phần Wall thì các bạn chọn là Island Cleanup. Thì lúc này sẽ có một đường giao, nó sẽ chạy xung quanh cái đảo của mình. Và chúng ta verify 3D. Các bạn thấy là hiện tại có một khu vực nó không được gia công hết. Các bạn quay lại Cutting Parameter, vào Containment, Extend Floor to, ở đây các bạn chọn là Part Outline. Thì cái đường giới hạn khu vực gia công nó sẽ được extend. Các bạn thấy cái khu vực màu xanh của mình nó được extend ra.